nằm thu mình trong một không gian chỉ khoảng 30 m² tại một khu tập thể trên con ngõ nhỏ của phố Đại La, Hà Nội. Một thư viện sách miễn phí được các bạn trẻ cùng nhau xây dựng và gửi gắm những ước mơ. Diffilook thì được ra đời từ ý tưởng từ anh Hoàng Quân Bình là founder của bọn mình. Và năm 2017 thì anh mình có một tủ sách cá nhân ở nhà và thấy rằng những cuốn sách ở trên tủ sách của anh ấy nếu mà cứ để vậy thì cũng sẽ bị lãng phí. Và rồi thì anh ấy đăng lên mạng xã hội về việc là mọi người có thể đến mượn sách miễn phí từ tủ sách của anh mình. Các bạn đến mượn sách nhiều hơn, rồi các bạn đến góp sách với anh mình. Mọi người cùng chỉnh sửa lại một căn nhà cấp 4 và biến nó thành một thư viện cộng đồng cho mọi người đến mượn sách và đọc sách miễn phí. Cứ như vậy, qua chặng đường hơn 6 năm đến nay, Diffilook đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp ý nghĩa đến cộng đồng với những việc làm của mình. Ở đây thì bọn mình là thư viện miễn phí 3.0, không đặt cọc, không thu phí và không giới hạn lứa tuổi. Ở đây thì bọn mình cũng đã từng tiếp đón những bà đến 80 tuổi, có những em nhỏ đi cùng bố mẹ đến đọc sách. Nhiều nhất là các bạn sinh viên ít có kinh phí để mua sách mới mà tìm đến bọn mình để có thể duy trì văn hóa đọc và kết nối với mọi người được nhiều hơn. Có lẽ là bọn mình đang xây dựng một cái môi trường hoàn toàn có thể nói là đi ngược lại so với xu hướng xã hội. Thông tin trên mạng, kiến thức trên mạng nhiều thì bọn mình đang xây dựng một cái nơi để mọi người giữ lại cái phần đọc sách giấy. Người ta vẫn hay bảo là hãy sống chậm lại một chút để yêu thương hơn. Cái châm ngôn bọn mình slogan của mình nhé, thì đó là sách nằm im là sách chết. Điều đó có nghĩa là bọn mình mong muốn những cuốn sách sẽ luôn được chia sẻ. Khi mà dịch Covid-19 thì bọn mình chuyển sang việc hoạt động online. Bọn mình làm một cái thống kê để các bạn có thể mượn sách thì toàn quốc, không phải đến thư viện nữa mà đặt hàng bọn mình sẽ gửi đến tận nơi. Hiện tại thì Diffilook đã lập được 7 tủ sách ở vùng cao ở các tỉnh gồm có Lào Cai, Nghệ An, Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình và Sơn La. Mình không chỉ mang sách mà mình phải làm sao được mang tri thức. Cái sự tri thức đấy không chỉ đến từ những cuốn sách mà phải đến từ chính con người. Đó là phải sự kết nối giáo dục. Vì nếu không thì mình chỉ là mang những tờ giấy từ Hà Nội lên vùng cao thôi. Mình đến với thư viện thì cho đi và nhận lại với mình thì nó sẽ tương đương nhau. Mình để cho đi yêu thương và mình cũng nhận lại được yêu thương. Là một người học sinh cấp 3 và em khá là thích tham gia các hoạt động ngoại khóa thì em quyết định đăng ký vào đây để có thể đóng góp chút gì đấy để lan tỏa văn hóa đọc. Thì bọn mình là sao mong muốn thời gian tới có thể kết nối được những cái dự án sách lại được với nhau và cùng gửi đến sách cho những người cần nhất và những trẻ em ở vùng cao, ở những cái thư viện cộng đồng ở địa phương. Có những cái giá trị về mặt tình cảm, về mặt yêu thương và về mặt niềm tin mà ở đây bọn mình vẫn đang cố gắng duy trì và phát triển.